Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Rất là lâu rồi em không hướng dẫn các bác một số cái mẹo chỉnh phanh. Thì thường em hướng dẫn các bác chỉnh phanh cơ, nhưng mà giờ này rất là nhiều bác phải chỉnh phanh dầu. Thì hôm nay em có chiếc Rookie SLX vừa quay video xong, thì tiện thể em làm một video hướng dẫn các bác chỉnh phanh. Đây là bộ phanh dầu Shimano các bác nhé. Phanh dầu Shimano thì đặc điểm của nó là không có dây phanh và nó chỉ có hai cái ốc này. Em sẽ zoom cho các bác xem hai cái ốc. Đấy, các bác ý nó chỉ có hai cái ốc, một ốc này, hai ốc này để di chuyển củ phanh sang trái, sang phải, vào trong và ra ngoài, để nó nằm ở giữa cái đĩa, cái hai cái má phanh này nó không bị chạm vào đĩa. Thì để làm được như thế thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà khi làm thì nó cũng không khó lắm. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác để chỉnh làm sao cho cái xe của bác mà khi các bác tháo trục trước này ra này. Rất là nhiều các bác khi tháo trục trước ra đúng không ạ, thì các bác khi nắp bánh vào đằng trước vào thì nó hay bị má phanh chạm vào đĩa. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác một số mẹo để các bác chỉnh cái má phanh này. Bây giờ em sẽ thực hiện trên chiếc Rookie với củ phanh là Shimano các bác nhé. Đây, em sẽ quay ra đây cho các bác xem này. Rồi. Ok. Đây các bác nhìn rõ hai cái ốc không? Hai cái ốc này. Ốc này và ốc dưới đây. Thì đầu tiên để chỉnh phanh thì các bác xoáy nỏng ra này. Xoáy nỏng ra. Xoáy nỏng hai cái ốc trên ốc dưới ra này. Rồi ok. Các bác đang nơi cho củ phanh nó di chuyển này. Tiếp theo này. Thường những cái này thì thường cái má phanh là đang bị chạm vào khung, chạm vào đĩa. Thì em sẽ có một cái mẹo nữa. Đây, các bác để ý nó có cái má phanh luôn. Cái má phanh này nó cái độ rộng của nó là sự nhiều khi mình bóp vào đây. Thật sự khi em bóp vào luôn. Bóp tay phanh. Đây. Được. Đây các bác nhìn má phanh nhá. Đấy em bóp vào đúng không? Thì nó khít vào này. Nó khít vào nhiều khi đưa đây, em đưa kể cả tô vít nhỏ mỏng dính vào nó không vào được đúng không? Thì mẹo làm sao để cho cái má phanh này nó rộng ra? Làm sao để cho cái má phanh rộng ra mà để cho đĩa vào. Đây em sẽ hướng dẫn từ từ cho các bác dễ hiểu. Đầu tiên này các bác sẽ dùng một cái gì, cái miếng dao được mỏng, các bác đẩy hai cái má phanh sang hai bên. Tiếp theo các bác lấy một cái gì cứng vào. Đấy, các bác cho vào giữa này. Các bác kẹp vào giữa, các bác đẩy này. Đấy. Vì sao em lại đẩy như này? Đẩy như này để cho một là má phanh rộng ra, thứ hai là cái dầu ở trong cái cụm phanh này nó đẩy về cái tay đề, tay phanh. Đấy, sau khi đẩy xong này, các bác cho phanh trước vào này. Đấy, cho phanh trước vào thì các bác nhìn cái trước vào thì các bác để ý xem là cái vân nốt nó thẳng giữa của cái tâm càng này. Với càng. Ok. Đấy, sau khi em lắp xong rồi. Đấy, cứ chạm này. Cực kỳ chạm má phanh. Và để em chỉnh cho các bác chi tiết đây. Đây, ở đây em quay đằng trước thì sẽ dễ nhìn. Quay đằng trước giữa tâm thì mới nhìn được. Nhìn nhé.
Rồi, ok. Giờ em sẽ di chuyển cái cụ phanh này. Cái cụ này. Đây, đầu tiên thì di chuyển ốc. Di chuyển để xoáy cho cái má phanh nó nằm giữa. Bác xoáy ốc vào là xong. Đây các bác di chuyển hai cái ốc mà em vừa xoáy để cho cái má phanh nó nằm giữa. Đấy và các bác quay nó không chạm nữa rồi. Đấy bác bóc phanh là xong. Đây là con chỉnh dễ hơn cả phanh cơ không nhé. Đấy các bác những cái bước cơ bản là đầu tiên là các bác tháo bánh trước ra này. Các bác đẩy má phanh rộng ra này. Và các bác lắp bánh trước vào và cuối cùng là các bác xoáy di chuyển hai cái ốc này. Cái ốc này để cho cái má phanh là song song cái đĩa là xong. Đấy là toàn bộ tất cả các bước để chỉnh cho một cái má phanh, chỉnh cho cái xe nó chỉnh sen để nó, đây gọi là chỉnh cụ phanh dầu, chỉnh cho đĩa không chạm vào hai má phanh dầu. Đây là video cơ bản nhất để hướng dẫn các bác. Các bác nào mà đang quan tâm xe đạp thì truy cập website xe đạp toàn.vn hoặc alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để đặt hàng tất cả mẫu xe. Hôm nay video em hướng dẫn các bác cơ bản cách chỉnh phanh đĩa dầu Shimano. Xin chào các bác.